Trà Thảo Mộc Bồ Công Anh, món quà tặng sức khỏe ý nghĩa. Trà Thảo Mộc Bồ Công Anh từ lâu được xem như một loại dược liệu giúp mát gan, bổ thận, lại có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư khá tốt. Cây Bồ Công Anh khi ở dạng tươi thường được sử dụng như một món rau với nhiều thành phần bổ dưỡng. Với dạng khô, bạn có thể dùng lá, thân và rễ để làm trà Bồ Công Anh. Tuy nhiên, rễ và lá của cây Bồ Công Anh lại có hương vị và dược tính khác nhau. Thân và lá của cây Bồ Công Anh giàu vitamin A, B, C, E, K và các khoáng chất như sắt, canxi, kali, magie, có tác dụng lợi tiểu, thích hợp cho những người bị bệnh gan thận, cao huyết áp hay suy tim. Trong khi đó, dược tính kháng ung thư lại tập trung nhiều ở phần rễ. Rễ Bồ Công Anh chứa nhiều canxi, sắt, kali, lưu huỳnh, magie và phốt pho, tốt cho gan và mật, đồng thời giúp bạn ăn ngon miệng hơn. Vì vậy, trà rễ Bồ Công Anh thường đắt và hiếm nên giá thành cao hơn trà lá nhiều. Hiện nay, tại songlanhmanh.vn có cung cấp trà Bồ Công Anh, không hóa chất, không chất bảo quản. Từ những cây Bồ Công Anh được trồng tại Đà Lạt, vùng đất được thiên nhiên ưu ái về khí hậu, chúng tôi đã tận dụng những lợi thế đó kết hợp với phương pháp đặc biệt để chế biến nên trà Bồ Công Anh hảo hạng, nhằm giữ lại được dinh dưỡng, màu xanh tự nhiên và vị thơm của lá trà. Sử dụng trà Thảo Mộc Bồ Công Anh hàng ngày có tác dụng giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh ung thư, giúp mát gan, lợi tiểu, thải độc, thanh nhiệt, giảm cân, trị mụn và làm đẹp da. Và nếu như bạn không có thói quen uống trà vào mỗi sáng, thì cũng có thể sử dụng cây thuốc nam này để nấu nước uống thay nước hàng ngày. Mỗi ngày lấy khoảng 20g trà lá đem hãm với 1,5 lít nước uống. Với người khỏe mạnh, uống trà Bồ Công Anh hỏi ngày giúp tăng thêm sức đề kháng, xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Trà Bồ Công Anh với thành phần 100% từ cây Bồ Công Anh thiên nhiên, chỉ sử dụng nguyên liệu cây Bồ Công Anh tươi, thu hoạch sau 6 tháng tuổi trở lên để cây đạt đầy đủ các dưỡng chất. Không phụ gia, không chất bảo quản, không hóa chất độc hại. Toàn bộ quy trình chế biến thực hiện ở nhà máy tại Đà Lạt ngay sau khi thu hoạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Thơm ngon, dễ uống, thích hợp sử dụng hàng ngày. Trà Bồ Công Anh được đóng gói đẹp mắt trong hũ thủy tinh, thích hợp để biếu tặng như một món quà sức khỏe ý nghĩa. Hãy sử dụng trà Thảo Mộc Bồ Công Anh, một thức uống giải khát có vị cùng mùi thơm dễ chịu, an toàn và tốt cho sức khỏe để dùng hàng ngày thay thế cho các loại trà, cà phê thông thường. Mình biết bạn có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng hãy lựa chọn vì sức khỏe, bởi sức khỏe là vàng. Bạn có thể đặt hàng dễ dàng theo hai cách sau đây. 1. Gọi điện thoại đặt hàng trực tiếp theo số hotline 0961 602 227 hoặc Zalo để được tư vấn chi tiết. 2. Đặt hàng trực tiếp trên website www.songlanhmanh.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại!